các bạn trong video này mình sẽ đi tìm hiểu về cái nguồn power supply cung cấp cho đèn led nha các bạn các bạn sử dụng đèn led trong gia đình đó các bạn dùng đèn như đèn led bút rồi các bạn Để đèn led bút ha đèn LED LED, led led âm trần mấy đèn led âm trần nè hoặc cái đèn tip led tám nha các bạn đây nào mấy đèn tip led nè một nhiều khi các bạn sử dụng đèn đường á cái đèn đèn mà rọi nhà xưởng các bạn chiếu đèn chiếu sáng ngoài đường các bạn đây nè. đèn công suất lớn à. Cái đèn đèn khoảng 50W nha các bạn, công suất 50W ha. Mấy cái đèn này á thì uh, bất kỳ đèn led nào các bạn. mấy cái thanh led này các bạn. Bên trong á nó sẽ là mấy thanh chip led SMD nha các bạn, là chip led dán ha nó sẽ cần một cái nguồn power supply cái nguồn cung cấp cho nó hiện nay trên thị trường các bạn sẽ có hai loại nha các bạn có hai loại uh, nguồn cấp cho mấy cái chip led như thế này cái đèn led trong gia đình đó các bạn một á là các bạn liền cái nguồn bo nguồn led driver nha các bạn đây là các bạn đây là cái bo nguồn led driver nha các bạn cái nguồn này nó cung cấp cho mấy cái đèn led âm trần nha các bạn Hoặc là Các bạn có thể lấy ra các bạn Mua về các bạn có thể thay cho mấy cái đèn led mà có cùng công suất á Như cái đèn tiếp LED T8 hoặc là, là đèn led búp các bạn Đều được hết nha các bạn Cái ưu điểm của nguồn led driver này các bạn Cái nguồn này á Thì cái đầu nó vào, vào là 220v AC nha các bạn Cái nguồn ra các bạn nó tùy vào cái công suất của đèn nha các bạn Đây nè. Nó sẽ có tùy vào công suất của ngõ ra và cái có điện áp điện áp tương ứng với nó nha các bạn. Như đây á, là như các bạn nhìn nè. Cái 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 cục nguồn LED driver này nó sẽ cung cấp cái nguồn là cái điện áp đó các bạn, cái điện áp là 80 đến 120 V DC nha các bạn. Nó sẽ ngõ ra DC ha. Mình nó chỉ dùng cung cấp cho mấy cái đèn LED từ công suất là từ 19 đến 24W nha các bạn thì các bạn phải quan quan sát cái cái, điện câu công suất đèn led nè chuối cho mình cái công suất đèn led và cái điện áp mở ra nha mà thì cái cục nguồn nào led driver nào á đi kèm với cái cái đèn led đó nha công suất tương ứng nha các bạn nếu các bạn mà cắn mà sai cái công suất đèn nguồn led driver này á Ví dụ cái, cái, nguồn, cái nguồn power supply này, cái LED driver này mà gắn cho cái đèn mà công suất nhỏ hơn các bạn. P nó bằng u nhân y nha các bạn. Khi mà các bạn cái công suất càng lớn á, thì cái điện áp ngõ ra càng lớn nha các bạn. Nếu mà các bạn mà công suất lớn mà các bạn gắn vô cái đèn đèn công suất nhỏ á, là nó sẽ cháy hết chip LED bên trong nha các bạn. Ở đây mình không phân tích về cái đó mà mình nói về cái cái mặt thứ hai đây đây là cái nguồn đầu tiên nha các bạn cái loại nguồn đầu tiên để cung cấp cho tất cả các đèn led bên uh, thị, thị trường nha chứ dù các bạn xài cái đèn led uh, bên uh, hãng uh, philip nè uh, hình rạng đông hoặc là uh, điện quang vậy các bạn các bạn bên trong á hay là mấy cái đèn led bút uh, như uh, vinalet hay gì các bạn bên trong nó đều là cái cái nó thiết kế hai loại nha các bạn một uh, là nó dùng nguồn led driver hai cái thứ hai nó sẽ dùng cái mạch nguồn đây này mạch nguồn hạ áp nha các bạn mạch nguồn hạ áp trực tiếp 220V thế thì á cái mạch hồ nguồn này có ưu điểm và nhược điểm gì nha các bạn đây mình phân tích nha cái nguồn led driver nè các bạn thứ nhất nó sẽ cái giá thành đó các bạn nó sẽ mắc hơn mất tiền hơn so với cái nguồn mạch uh, nguồn hạ áp này nha các bạn nói về, mình mình nói về giá thành nha các bạn thì bên trong các bạn đây là cấu tạo bên trong nữa các bạn bên trong cái mạch uh, nguồn hạ áp á nó chỉ có đơn giản chỉ có một tụ nha các bạn đây là tụ gốm nha tụ với rồi mấy cái con uh, đây nè mấy con uh, diốt nha các bạn đến cầu diode chỉnh lưu rồi hết rồi, xong rồi nè, ví dụ, hai áp dùng tụ, dùng tụ dùng, dùng tụ với một cái con điện điện trở này các bạn, điện trở mất song song ha các bạn. Còn đối với con, cái mặt uh, nguồn led driver này các bạn, nó phải yêu cầu cái gì đây này? quan quan sát cho mình nha. Thứ nhất là nó có, cũng có cầu đi ốp thôi. Nó dùng ic nha. rồi nó phải có nó phải có một cái con ic nguồn sung nữa các bạn. ISO xung nó có cuộn dây nữa. Nên uh, tính về giá thành thiết bị các bạn, giá thành linh kiện á thì cái cái mạch nguồn LED driver này các bạn, hiển nhiên là nó sẽ cao hơn nha bạn. Nó sẽ mắc hơn nha các bạn. Nó sẽ mắc tiền hơn so với cái uh, mấy cái đèn mà nó dùng nguồn nguồn mạch nguồn hạ áp nè. Nên giá thành á, nó đi kèm với mấy đèn mạch nguồn hạ áp này á, nó sẽ rẻ giá thành nó rẻ cũng nào cũng rẻ hơn so với cái đèn đèn uh, mà dùng uh, cái nguồn LED driver các bạn cùng công suất ha cái thứ hai á nói về ưu điểm của cái nguồn led driver này các bạn đây nè cái nguồn led driver này á nó ưu điểm là công suất cái công suất nó cung cấp cho cái công suất nguồn các bạn từ đèn nhỏ đèn lớn các bạn công suất nhỏ nhỏ từ công suất thấp nhất á từ khoảng 3 w nha bạn ba w trở lên á nó cung công suất đến nó vài chục w nha bạn như đây nè cái nguồn led driver này các bạn đây nè nó trên tay mình nè các bạn đây là cái công suất của cái cái đèn led âm trần nha các bạn các bạn thấy không đây là cái công suất nó ghi là ba w nha các bạn nó nè công suất của led driver nè các bạn đây nè ba năm w nha các bạn công suất nhỏ nhất luôn nha các bạn nó bên trong là cái nguồn led driver nha các bạn chứ không phải là nguồn mạch nguồn hạ áp nha cái này á đây là cái nguồn led driver nha các bạn led driver 3 đến 5 w nha các bạn này ba năm w nha còn có loại 9 w nha các bạn đây là led âm trần nha các bạn này cũng là nguồn led âm trần nha các bạn đây là công suất 9 w nè chín w ha cái nguồn led driver của nó không chín w nha các bạn là tám mười hai w nữa bạn là từ công suất nhỏ cái này nè cái nguồn LED driver này mà nó từ công suất nhỏ đến công suất lớn luôn nha các bạn ưu điểm của nó là vậy nha các bạn công suất lớn á Rồi công suất lớn của nó luôn á là như mấy cái đèn à, chiếu sáng ngoài trời nha các bạn Đây nè bên trong này á có cái cục nguồn laser nha các bạn mấy cái đèn này nè có công suất nó lên à, gần gần cái trăm w nha các bạn nếu đèn đèn mà đèn sân khấu á hoặc là cái mấy cái đèn mà như đèn này nè. Nó lên khoảng 50W nha các bạn. Để chiếu sáng ngoài trời 50W ha. Này chiếu rất cái sáng nha các bạn. Chiếu chiếu sáng ngoài đường á hoặc là nhà xưởng á. Thì nó ưu điểm á, thì cái tất nhiên là cái nguồn LED driver này á nó mắc tiền hơn nên cái chất lượng của nó tốt hơn nhiều so so với cái nguồn mạch nguồn hạ nha các bạn. Nó sẽ cái 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 cái, cái biên độ mà và tính về công suất các bạn nó sẽ từ nhỏ đến lớn nhưng mà từ ví dụ có cái đèn tự như như cái đèn đèn led âm trần á là 3 w đến cái đèn, đèn công suất lớn luôn công suất lớn như cái đèn chiếu sáng cái đèn hay là đèn có sân khấu á là cái công suất lớn đó, nó cần nguồn led driver lớn nha các bạn là cái này á nó sẽ dây cái, cái cái mức mà thay đổi công suất các bạn từ nhỏ đến lớn là ca rất nhiều ấy nha các bạn cái mức đó là phạm phạm, phạm vi rộng rất rộng nha còn đối với cái mấy cái đèn led này các bạn đây nè cái đèn led này á tất nhiên là giá thành nó nhỏ, thế giá thành nó nó cái gì rẻ hơn so với cái đèn cái nguồn led driver này các bạn thì mấy cái mạch mà nguồn led driver mà nó không yêu cầu các bạn đây là cái công suất nó như nó chỉ có công suất cấp được cái công suất nhỏ thôi còn công suất lớn là không bao giờ nó chịu được nha các bạn đây là mấy cái đèn này nè các bạn như vậy thấy không cái đèn này đèn kirin là 7 w nè các bạn 7W nè. hoặc cái đèn này đèn đây nè cái đèn đèn uh... led bulb nữa các bạn chín w hoặc đối với là đèn led nến đó các bạn cái led nến đó, led này dùng cho phòng ngủ hoặc là cái trang trí các bạn đây là led nến nè bên trong sẽ có cái nguồn nó không có dùng nguồn led driver mà nó dùng cái nguồn hạ mạch nguồn hạ áp nha các bạn đây nè bên trong này không các bạn các bạn thấy những, những cái tụ gốm không đây là có tụ gốm nè các bạn tụ gốm ha Mới có một cái tụ thôi đây đều, dùng để hạ áp nha các bạn đây là giống thiết kế nha cái này là cái đèn đèn led này khoảng 3 w nha các bạn led nến là công suất 3 w nha các bạn đây nè các bạn nhìn thấy nhìn thấy trên bo các bạn quan sát coi chủ yếu là cái mấy cái mạch nguồn hạ áp này á nó rất kiên giản là các bạn nhìn vô ở à, cái cái các bạn thấy con tụ gốm nè tụ gốm mà là các bạn thấy nhiều một số người người ta độ chế dùng tụ, quạt á là các bạn nhìn nhìn như con tụ quá tụ nguồn là các bạn ở à, cái này là tụ gốm nè là các bạn là xác định lực đây là cái mạch nguồn hạ áp áp trực tiếp từ nguồn 220V là cung cấp cho cái đèn led này này còn đưa, nếu mà các bạn nhìn thấy không có tụ lớn các bạn cái, không có tụ lớn đây là cái tụ bình thường thôi cái mặt bình thường mà có cái ic này nè ic nguồn sung là các bạn là cái nguồn này nguồn led driver nha các bạn nó cung nó cung cấp nguồn cho led cái này dãy phạm vi là công suất nhỏ đến công suất lớn nha các bạn còn chiếc cái này như mấy, mấy, cái đèn led này nè cái mặt nguồn áp này á nó chỉ cung cấp cho mấy cái đèn led mà công À, công suất nhỏ tới công suất thấp thôi chứ không có được công suất lớn nha công suất lớn là nó không chịu nổi nha các bạn yêu cầu công suất nhỏ và điện áp nhỏ là dùng mấy mạch này em là chỉ có những cái mạch mà không có yêu cầu đòi hỏi và cái vấn đề mà giá thành đó các bạn cái giá thành nó càng thấp nó càng rẻ ha còn cái thứ hai là không yêu cầu và, và cái công suất lớn á thì nó sẽ dùng cái mạch nguồn áp này nha bạn cho nó rẻ tiền ha thiết kế à, thêm một ưu điểm nữa bạn một ưu điểm nữa của cái nguồn led driver này á so với cái đây nè mấy cái nguồn led driver này các bạn so với cái mạch nguồn hạ áp á là mấy cái nguồn led driver này các bạn nó sẽ ổn định các bạn nó sẽ được ổn định được cái nguồn dòng nha bạn cái dòng dòng điện các bạn cái dòng điện trong mấy cái nguồn led driver này các bạn nó người ta thiết kế nó sẽ ổn định được uh, nguồn dòng nha bạn. bạn cái dòng điện các bạn cái dòng điện chạy qua mấy cái chip led đó đây nè mấy cái chip led này các bạn cái nó cần cái nguồn nguồn như cái dòng ổn định nha các bạn Tại vì cái cái này nó cái nguồn dòng nó thay đổi thất thường các bạn nó bị dòng dòng nó không uh, như dòng ổn nhất cái dài là dòng DC các bạn như nguồn pin từ nguồn pin ắc quy á mà tới cái này từ từ cái nguồn AC nó chỉnh lưu xuống nó chỉnh lưu thành DC thì cái cái, cái hình xin đó các bạn tín hiệu của AC là hình xin ha nhưng mà nó nhiều khi nó lọc không phẳng mấy cái cái dòng các bạn dòng nó tăng giảm thất thường á nó làm cho mấy cái chip led này các bạn chip led cho mấy bóng đèn này nè nó hay bị chết chết nha các bạn nên yêu cầu đặt ra là người ta thiết kế cái cái nguồn này các bạn cái nguồn cung cấp cho nó, nguồn cung cấp cho đèn led này các bạn là ổn định ổn định cái dòng điện nha các bạn cái dòng điện đó, là cái dòng giới hạn nó chạy qua chip led này nè nó không được cao quá nha các bạn cao quá nó sẽ cháy chip led hết nha các bạn và cái dòng 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 đó nó không được biến thiên nha các bạn tốt nhất là là phẳng như, như cái dòng dc là ok ha thì cái này mấy cái mạch nguồn led driver này các bạn nó sẽ có chức năng đó nha các bạn nó có chức năng nên cái tuổi thọ nó rất cao nha các bạn tuổi thọ mấy cái đèn mấy đèn mà siêu nguồn LED này các bạn nó mà được đúng theo thiết kế công suất với với cái chip LED tốt nha các bạn thì uh, cái thời gian mà sử dụng là rất cao nha các bạn thì vì nó bảo bạn, mấy chip LED này nè còn mấy cái mấy mấy cái đèn mà các bạn mấy cái đèn máy nó dùng nó dùng cái nguồn nguồn hòa áp nữa các bạn đây là mấy con ngoài áp này á nó không có cái tính năng mà ổn định uh, điện điện áp này để ổn định dòng điện nha các bạn nên mấy cái chip led này nó dễ rất dễ chết nha đây nè thứ nhất là nó nó là rất dễ chết so hơn với so với cái cái nguồn uh, nguồn led ever này nè cùng uh, nguyên nhân chết của chip led đó các bạn nguyên nhân chết chết mấy chip led này trong đèn á là tùy theo thứ nhất là mình trong mấy cái ba mấy, cái, mấy cái video trước và cái cách cái nguyên lý giải thích là vì sao mà cái chip led cái đèn led nó hay bị cháy các bạn lại cũng có một phần là do cái cấu tạo chip led nha các bạn mấy cái chip led của hãng sản xuất của như của Hàn Quốc Samsung á là chip led của Mỹ hoặc Châu Âu gì á nó sẽ tốt hơn so với mấy cái chip led à, nhất là chip led Trung Quốc nha các bạn còn bên Đài Loan rồi chip chip led Đài Loan cũng tốt hơn ha thì thiết kế chip led đó, nó cũng tùy nha các bạn mặt có nhiều nhiều mấy cái đèn led búp này nào các bạn nó có nhiều cái đèn led đó, nó sử dụng chip led tốt quá nó xài cũng rất bền nha các bạn cái này nó không đòi hỏi về cái nguồn dòng nha các bạn cái dòng điện nó ổn định nó không có đòi hỏi đó nhưng mà nó cần cái điện áp đầu ra nó sẽ từ nó hạ trực tiếp từ nguồn 220V đó, xuống còn khoảng vài chục V mà có khi có mười mấy vôn nha các bạn nên uh, nên nếu mà cái, cái, các bạn mấy cái đèn mà nó xài chip led tốt nha các bạn chip led hạng hạ tốt quá thì nhiều khi nó còn cũng khá bền hơn so với, với mấy cái cái đèn led mà nó dùng cái nguồn led driver nữa các bạn nhưng nhất là mấy đèn led tiếp uh, tiếp led tám hoặc là mấy cái đèn led bút nữa mấy đèn ở trung quốc mà chip led nó xài uh, là dỗ mấy bạn để giảm giá thành đó, nó dùng chip led dỗ mới là dễ sau đó với ấy là nó dễ bị cháy chip led hơn nha các bạn, nó cháy dễ cháy chip led nó bất hơn so với mấy đèn mà nó dùng chip led tốt, mà cái mà nó dùng mạch nguồn hạ áp nha các bạn. như vậy đó, trong video này các bạn mình đã nói sơ qua về cái cái, cái ưu nhược điểm của từng loại nha các bạn. thì trong thị trường hiện nay á nó sẽ dùng hai loại là một loại đó là mạch nguồn hạ áp hay là một mạch nguồn led driver nha các bạn đó tùy tùy vào mục đích nha bạn nếu các bạn cái các bạn có thể dùng cái nguồn cái này nè các bạn tùy theo cái điện áp nó ra hoặc các bạn có thể dùng cái nguồn cần yêu cầu là cái 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 đèn led này mà các bạn che bên cao hoặc là gì á các bạn xài bền, muốn xài bền nó thì các bạn nên thiết kế cho mình một cái nguồn led driver nha các bạn Nó nó sẽ bền sẽ bền hơn nha các bạn còn nói về cách sửa chữa nha các bạn cái cách sửa chữa và cái nguồn led driver này các bạn mình đã làm mấy video rồi nha các bạn có dễ thả tìm uh, kiếm video nói trong kênh của mình nha các bạn còn cái cái mặt nguồn mà hạ áp này các bạn thì sửa cái sửa cũng y y xì nha các bạn cũng dễ nha thì các bạn cứ đo như nào các bạn cứ cấp nguồn lấy cái đuôi chui đèn các bạn các bạn vặn vô ha rồi các bạn đo điện áp nha các bạn cái linh kiện trong đây rất rất, rất ít nha các bạn dưới là cái mặt nguồn hạ áp các, các bạn không quan tâm đến kia mà các bạn chỉ quan tâm đến cái, điện áp đầu ra cho mình nè nhất là cái điện áp sau trên tụ nữa các bạn tụ sâu chính lưu á rồi cái điện áp ngon đầu ra đầu ra có led nữa các bạn nè các bạn chỉ còn quan tâm đo đo điện áp trên tụ cho mình nè cái tụ này tụ tụ lọc nguồn sau chính lưu nha các bạn coi cái đo điện áp ha À, sau chính lưu đó là khoảng rồi còn cái cái đề án mà cấp cho cái dây module led các bạn cái, cái chân uh, cộng trừ hả bạn ha nó chính là cái chân cộng trừ luôn nha các bạn cộng trừ uh, cấp nguồn cho cho cái dây dãy led này nè cái linh kiện này rất rất dễ rất ít nha các bạn chứ vài ba con thôi nhưng các bạn thấy ở đây nè cái tụ gốm nè một cái tụ gốm nè có một đi chở nè trở traung xong xong tụ gốm nha các bạn. Đây nào? Có điện trở này mất xong xong ha. Rồi còn uh, có có cầu điốt đời chính lưu, rồi có một tụ. Có một con tụ lọc nguồn là hết rồi nha các bạn. Là điện áp này chứ là chính là cái cái nguồn mà cấp cho LED ra các bạn, cái đo điện áp nó ra cho mình là ok nha các bạn. Có nó sụt có giảm hay nó, nó mất áp ở đâu á là mình biết hết nha các bạn. Còn hư hỏng trên cái mạch nguồn hạ áp này các bạn, hư hỏng nhiều nhất đó là phần lớn phần lớn lại nổ cái tụ nha các bạn, cái tụ nguồn này nè nó bị bị phòng bị xì tụ hoặc là bị nổ tụ nha các bạn tụ bên bên trong là tụ giấy nè cái tụ lọc nguồn nha các bạn nên đo kiểm tra rất dễ nha các bạn rồi các bạn muốn sửa thì các bạn cứ cách ly ha cái tháo cái tụ tháo cái cái, cái cách ly cái nguồn dc nha các bạn cấp nguồn vô rồi các bạn cái đo ha đo coi nó bị sụp áp hay à, nó bị mất áp ở đâu á là các bạn xác định được nha còn đối với cái nguồn này các bạn, cái nguồn led driver này các bạn, đây nè, cái nguồn led driver này, á, uh, trong video kế tiếp á, theo một yêu cầu một bạn á, mình sẽ làm một cái bài mà hạ áp nha các bạn. đối với cái, những cái nguồn này nguồn công suất lớn nè các bạn, đây nè, mình ví dụ đi cái nguồn này, cái nguồn led driver này các bạn. Các bạn có một cái ở nhà các bạn có cái nguồn mà LED driver có công suất cái, dùng cho công suất đèn là 9W đến 9 quá 19W. Mà các bạn muốn cái cái, cái cái nguồn này cục nguồn này rất nhiều nha các bạn. Nhưng mà các bạn chỉ chỉ có cái cục nguồn mà à, có có thiếu cái cục nguồn 6 cho cho các đèn là 8 đến 12W nha các bạn. Là mình có thể mình hạ áp được nha các bạn. Hạ từ cái nguồn này nè, cái công suất lớn nè, công suất lớn xuống công suất nhỏ. Mà từ công suất nhỏ các bạn tăng lên công suất lớn cũng được vẫn được nha các bạn độ chế nào mấy cái nguồn này hoàn toàn bình thường nha bạn bằng cách các bạn thay kiểm tra các bạn thay cho mình uh, cái cái con IC này các bạn từ các bạn tính dòng phù hợp nha các bạn đây là con IC này nè IC nguồn sung các bạn tra cho mình datasheet nha datasheet trên trên mạng á rồi coi cái điện áp làm việc của nó bao nhiêu bao nhiêu rồi uh, VR nó ra rồi khoảng bao, bao nhiêu nha các bạn được cái, thứ hai đó là kiểm tra cái cái con cuộn uh, cảm này các bạn thay thay cái chiều cuộn cảm ha cuộn cảm có thể to hơn nhỏ hơn nha các bạn là các bạn có thể điều, điều chỉnh được cái đây nè các bạn có thể điều chỉnh được công, công suất của đèn nha các bạn đồng thời cái điều chỉnh được cái cái điện áp ngõ ra nè như các bạn có nhiều cái cục uh, nguồn led driver này nè cục nguồn led driver công suất lớn á và các bạn muốn độ chế thành cái cục nguồn led driver công suất nhỏ nhỏ hơn ví dụ cái này cho 19W đến 24W là đèn lớn á đèn nó như đèn 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 dạ đèn, 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 chiếu sáng luôn các bạn đây nè mà các bạn muốn hạ áp hạ công suất xuống còn 82W là hoàn toàn là ok hết nha các bạn độ chế là bình thường hết nha rồi uh, video mình đến đây kết thúc nha các bạn có gì uh, mình sẽ làm nhiều thêm nhiều video và đèn led nha các bạn rồi rồi giới thiệu một số như uh, sửa mạch nguồn các bạn, bạch nguồn hạ uh, áp nè, rồi mạch nguồn led driver nhé bạn. Với uh, giới thiệu thêm một số về cái đèn này các bạn, như đèn uh, led lon các bạn, đèn led lon là cái đèn đèn uh, đèn led candle các bạn, là đèn đèn led, LED nến á. rồi video mình đến đây kết thúc nha các bạn, các bạn có muốn tìm hiểu hay tư vấn gì đó, các bạn cứ viết uh, lại comment dưới video này nha mình sẽ hỗ trợ hướng dẫn cho các bạn cụ thể nha các bạn rồi hẹn gặp lại các bạn trong video sau nha